Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Nếu không muốn chết vì ăn tỏi thì phải nhớ 8 điều cấm kỵ này. Tỏi là gia vị thông dụng và yêu thích của rất nhiều người. Tuy nhiên, mặc dù rất tốt cho sức khỏe nhưng chúng ta không thể ăn tỏi một cách tùy tiện bởi có những thực phẩm kỵ với tỏi. Tỏi khi dùng không đúng cách sẽ là một loại củ cực kỳ độc đối với cơ thể. Chính vì vậy, nếu cứ vô tư ăn tỏi mà không biết 8 điều cấm kỵ sau đây thì tỏi từ thần dược sẽ biến thành độc dược gây hại cho sức khỏe và tính mạng của con người. Để tìm hiểu chi tiết hơn, mời quý vị và các bạn theo dõi video sau đây. Thứ nhất, không ăn tỏi với thực phẩm kiêng kỵ. Những thực phẩm tuyệt đối không nên ăn với tỏi bao gồm thịt gà, trứng, cá chấm, thịt chó. Thịt gà kỵ với tỏi, theo đông y, thịt gà tính cam, ngọt, ôn, ấm, tỏi có tính nóng, đại nhiệt. Thế nên việc kết hợp thịt gà và tỏi khiến món ăn thêm tính nóng, dẫn đến khó tiêu, sinh ra kiết lỵ. Trong trường hợp bị kiết lỵ do ăn gà với tỏi, bạn hãy nấu nước lá dâu uống sẽ khỏi. Tỏi tránh kết hợp với trứng bởi nó có thể biến thành chất độc gây hại cho cơ thể. Khi tỏi được chiên quá cháy xém sẽ tạo ra một chất rất độc, vì vậy chúng ta không nên ăn trứng cùng với tỏi. Tỏi cấm kỵ kết hợp với cá chấm. Cá chấm là loại cá rất bổ dưỡng, thịt chắc và ngon. Tuy nhiên, khi chế biến món cá này, bạn không nên ướp cá chấm với tỏi, chỉ nên ướp với gừng và thề là. Cá chấm có vị ngọt, tính bình, không hợp với tỏi có tính nóng. Khi ăn cá chấm với tỏi sẽ dễ làm cho bụng trướng đầy, có thể sinh ra sán. Thịt chó không nên ăn với tỏi vì sẽ gây khó tiêu. Bạn có thể ăn thịt chó với giềng, sả, gừng nhưng tuyệt đối không thể ăn thịt chó với tỏi bởi tỏi có tính cay và nóng, rất kỵ với thịt chó nhiều đạm, dễ gây chướng bụng, tả lị. Tỏi kỵ với cá diếc. Cá diếc rán giòn, kho mặn hay nấu canh chua là món ăn rất hấp dẫn. Cá diếc có thể bổ âm huyết, thông huyết mạch, bổ thể nhược, còn có công hiệu ích khí kiện tỳ, lợi nước tiêu sưng, thanh nhiệt giải độc, thông mạch hạ sữa, khử phong thấp. Cá diếc cũng rất tốt cho phụ nữ mang thai, nhưng lưu ý không dùng chung cá diếc với tỏi bởi khi dùng chung sẽ gây ra co giật đường tiêu hóa. Thứ hai, không ăn tỏi khi đang mắc bệnh nặng. Giống như ớt và nhiều loại gia vị cay khác, tỏi có một số tác dụng phụ đối với những người bị bệnh nặng và đang sử dụng thuốc. Không ăn tỏi khi đang sử dụng thuốc. Trong trường hợp đang uống một số loại thuốc như thuốc chống đông máu, thuốc điều trị HIV/AIDS, người bệnh không nên ăn tỏi vì nó có thể tạo ra một số tác hại cho sức khỏe. Thứ ba, không ăn tỏi nếu có tiền sử mắc các bệnh về gan. Nhiều người cho rằng tỏi có tác dụng chống khuẩn, ăn nhiều có thể phòng bệnh viêm gan. Thậm chí có người sau khi mắc bệnh gan vẫn kiên trì ăn tỏi hàng ngày. Đây là cách làm lợi bất cập hại. Ăn tỏi lâu sẽ tổn thương gan, nguyên nhân là do loại củ này có vị cay, tính nóng, gây kích thích mạnh. Người mắc bệnh gan, đặc biệt là các đối tượng bị nóng gan, ăn tỏi sẽ càng nóng hơn, lâu ngày dẫn tới tổn thương cơ quan này. Thứ năm, không ăn tỏi khi đang mắc bệnh về mắt. Trung y có câu, tỏi có trăm cái lợi, duy chỉ hại con mắt. Bởi loại củ này có một phần thành phần gây kích thích màng nhầy và mô kết mạc của mắt, nên những người bị thị lực yếu và đang mắc các bệnh về mắt được khuyến cáo nên hạn chế ăn tỏi. Thứ sáu, không ăn tỏi khi đang bị đi tả. Với người bình thường, ăn tỏi sống đặc biệt có lợi đối với dạ dày, nhưng với những đối tượng đang trong thời gian mắc bệnh tả, tỏi lại là thực phẩm nên tránh xa. Nguyên nhân là bởi allicin trong tỏi làm tăng sự kích thích thành ruột, dẫn tới tình trạng nghẽn mạch máu, phù nề, có thể khiến bệnh tình trở nên nặng hơn và xảy ra các biến chứng không mong muốn. Thứ bảy, không ăn tỏi nếu có thể trạng suy yếu. Theo kinh nghiệm của cổ nhân, ăn quá nhiều tỏi sẽ làm tiêu tan khí huyết. Tỏi cay nóng, có độc, khiến sinh đờm, phát nhiệt, loãng khí, hao máu, người thể trạng suy yếu, nóng trong người, chớ nên ăn tỏi. Thứ tám, không ăn tỏi nếu bị dị ứng hoặc khó tiêu hóa. Có những người không ăn được tỏi bởi lý do hoặc là bị dị ứng hoặc không tiêu hóa được. Vì vậy, nếu ăn tỏi mà thấy các triệu chứng như ợ nóng, đầy hơi thì rất có thể bạn đã bị dị ứng với tỏi. Tốt nhất nên ngừng ăn tỏi. Trường hợp dị ứng tỏi nghiêm trọng cũng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Không nên ăn quá nhiều tỏi. Tỏi tuy tốt nhưng không nên ăn quá nhiều hoặc ăn quá thường xuyên mỗi ngày. Chỉ nên dùng tối đa không quá 10g tỏi là đủ. Tỏi được xếp vào nhóm gia vị cay, ăn nhiều có thể làm mất tính cân bằng trong môi trường dạ dày, dẫn tới chứng chán ăn, mệt mỏi, giảm cân, thậm chí còn ảnh hưởng tới thận, tổn thương khí huyết và tăng nguy cơ vô sinh ở nam giới. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh với tỏi. Tỏi ngâm mật ong 10 tác dụng kỳ diệu thay thế thuốc kháng sinh. Tỏi ngâm mật ong nghe rất kỳ lạ để kết hợp với nhau, nhưng bạn biết không, khi kết hợp chúng sẽ tạo ra một chất có tác dụng kỳ diệu đối với sức khỏe, giúp cơ thể chúng ta luôn khỏe mạnh.
Ngày nay, con người đặc biệt là ở Việt Nam thường quá lạm dụng vào thuốc Tây, đặc biệt là kháng sinh để điều trị các bệnh viêm nhiễm thông thường, mà không biết rằng kháng sinh được Alexander Fleming phát minh ra để nhằm điều trị cho các bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng từ các vết thương hở lớn do chiến tranh hoặc các trường hợp bị nhiễm trùng nặng. Việc lạm dụng kháng sinh như vậy dẫn đến một số nguy cơ lớn cho sức khỏe như hiện tượng kháng thuốc kháng sinh, tiêu diệt các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, làm mất cân bằng gây ra các bệnh về đường ruột, gây ra các nhiễm hen suyễn, bệnh viêm mũi màng kết và eczema, đặc biệt là ở trẻ nhóm tuổi đi học. Theo WHO, trên thế giới có khoảng 400.000 người tử vong mỗi năm do nhiễm khuẩn song việc điều trị bằng thuốc kháng sinh không mang lại kết quả. Chỉ riêng ở châu Âu, số người chết mỗi năm do tình trạng kháng kháng sinh lên tới 25.000 người. Tình trạng kháng kháng sinh không chỉ xảy ra đối với con người mà còn phổ biến trong lĩnh vực chăn nuôi. Con người chữa bệnh thế nào trước khi thuốc kháng sinh ra đời? Họ không cần thuốc kháng sinh vẫn khỏe mạnh dựa trên các vị thuốc dân gian từ tự nhiên. Ở Việt Nam cũng như trên thế giới có một vị thuốc mà chữa trị rất tốt các chứng bệnh cảm cúm, sổ mũi, viêm họng, viêm xoang, viêm đường tiêu hóa thông thường đã truyền lại từ ngàn đời nay mà đến bây giờ không phải ai cũng biết và áp dụng, đó là tỏi ngâm mật ong. Tỏi có hàm lượng calo thấp nhưng giàu chất dinh dưỡng, chứa mangan, vitamin B6, vitamin C, selen và chất xơ. Đặc biệt trong tỏi chứa một hợp chất được gọi là allicin, được chứng minh là giúp hạ thấp mức cholesterol, ngăn ngừa đông máu, đặc biệt là khả năng tính chống ung thư và chống vi khuẩn. Mật ong nguyên chất cung cấp chất chống oxy hóa cùng với các enzyme và khoáng chất bao gồm sắt, kẽm, kali, canxi, phosphor, magie và selenium. Các vitamin và khoáng chất này giúp hạ thấp mức cholesterol và duy trì cân nặng lý tưởng. Cùng chứa chất chống oxy hóa nên tỏi và mật ong không kỵ nhau. Thậm chí khi kết hợp hai nguyên liệu này, chúng trở thành thuốc kháng sinh tự nhiên, hoàn toàn không tác dụng phụ và cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra, bạn sẽ phải bất ngờ vì tỏi ngâm với mật ong còn đem đến 10 tác dụng kỳ diệu khác. 1. Tỏi ngâm mật ong chữa viêm xoang, viêm mũi. Tỏi ngâm mật ong chữa viêm xoang hiệu quả nhờ đặc tính chống oxy hóa cực mạnh cùng với khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây hại. Đặc biệt, nó rất tốt cho trẻ em trong mùa hè và mùa đông khi mà mũi của các bé luôn thường trực. Những lúc này, mật ong chanh đào thường được các bà mẹ sử dụng cho bé, nhưng không biết rằng chanh đào mật ong chỉ có tác dụng chữa ho, làm dịu họng. Nhưng tác nhân chính gây ra ho và viêm họng ở trẻ lúc này là mũi. Vì vậy, một thìa mật ong ngâm với tỏi sẽ giúp bé trị dứt điểm sự viêm nhiễm cả mũi lẫn họng và nâng cao sức đề kháng cho trẻ. Do đó, đừng quên ngâm hỗn hợp này để sẵn trong nhà bạn nhé. Chú ý, không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi vì lúc này hệ tiêu hóa của bé còn yếu và chưa hoàn thiện. 2. Tỏi ngâm mật ong trị ho, cảm cúm, viêm họng. Thời tiết thay đổi là một trong những nguyên nhân dẫn đến các bệnh về đường hô hấp như cảm cúm, ho, viêm họng. Một vài tép tỏi tươi mỗi ngày sẽ giúp bạn tăng cường sức đề kháng, phòng tránh các bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, sẽ hiệu quả hơn rất nhiều nếu dùng 1 đến 2 tép tỏi ngâm mật ong mỗi ngày. Hỗn hợp này sẽ không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng mà còn cung cấp nguồn vitamin và khoáng chất bổ dưỡng cho cơ thể. Do đó, nếu bạn đang cảm thấy khó chịu vì những cơn ho do thời tiết thay đổi, hãy sử dụng tỏi ngâm mật ong chữa ho để cảm thấy dễ chịu hơn nhé. 3. Tăng cường hệ miễn dịch. Việc sử dụng thường xuyên mật ong ngâm tỏi sẽ cải thiện các chức năng của hệ miễn dịch. Tỏi làm tăng sản xuất tế bào máu trắng và một loại enzyme gọi là interferon làm tăng sự hoạt động của hệ thống miễn dịch. 4. Ngâm tỏi mật ong để chữa bệnh dạ dày. Sẽ không quá lời khi nói tỏi ngâm với mật ong được biết đến như một phương thức phòng và chữa bệnh hữu hiệu cho con người. Trong đó, nhiều người đã chấm dứt những cơn đau dạ dày kéo dài khi sử dụng hỗn hợp này chỉ trong một thời gian ngắn. Theo đó, người bệnh chỉ cần kiên trì sử dụng tỏi ngâm với mật ong vào trước các bữa ăn mỗi ngày và kiêng một số đồ ăn chua, cay và có nồng độ axit cao sẽ chấm dứt những cơn đau do bệnh viêm dạ dày gây nên. 5. Tỏi ngâm với mật ong giúp giảm huyết áp. Huyết áp cao là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến một số vấn đề về sức khỏe như đau đầu, mệt mỏi, các vấn đề về tim mạch, đột quỵ. Do đó, các bác sĩ khuyên bệnh nhân huyết áp cao nên sử dụng hỗn hợp tỏi ngâm với mật ong hàng ngày để tăng cường tuần hoàn máu và ổn định huyết áp. 6. Cải thiện sức khỏe não. Chất allicin trong tỏi khi kết hợp với mật ong được các nhà khoa học chứng minh là chất chống oxy quá tuyệt vời. Đây là nguồn dưỡng chất quý giá cung cấp cho bộ não, giúp ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ Alzheimer, đặc biệt là ở người cao tuổi. 7. Tỏi ngâm mật ong phòng chống ung thư.
Một số những nghiên cứu đã chỉ ra công dụng của chất chống oxy hóa trong tỏi ngâm mật ong trong việc phòng chống ung thư, tiêu diệt các tế bào gốc gây hại. Điều thú vị là các nhà khoa học đã chứng minh rằng những chất này có nhiều trong tỏi và mật ong. Vì vậy, nếu muốn bảo vệ sức khỏe của cả gia đình mình, bạn đừng quên chuẩn bị sẵn trong gia đình một hũ tỏi ngâm mật ong nhé. 8. Chữa trị bệnh tiểu đường. Mật ong ngọt như vậy thì làm sao có thể chữa được bệnh tiểu đường, nghe thật vô lý phải không nào? Nhưng đó lại là sự thật đã được các nhà khoa học kiểm chứng. Hỗn hợp mật ong ngâm với tỏi có phần làm tăng mức độ bài tiết inulin để điều hòa lượng đường trong máu đối với bệnh nhân tiểu đường. Thêm vào đó, nó cung cấp chất làm ngọt tự nhiên, an toàn và lành tính cho các bệnh nhân này. 9. Tỏi ngâm với mật ong làm đẹp. Tỏi và mật ong có tác dụng chống oxy hóa rất mạnh và có tác dụng chống lão hóa làn da, tẩy tế bào chết, trị thâm, trị mụn, duy trì tuổi thanh xuân cho chị em phụ nữ. Đặc biệt, khi tỏi được ngâm trong bình mật ong nguyên chất, sau một thời gian, thành phần của hai loại thực phẩm này biến đổi và có tác dụng tốt. Người dùng sẽ cảm nhận được làn da trắng sáng, sạch mụn. Cách sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần sử dụng hỗn hợp trên bôi lên các nốt mụn đỏ, sưng tấy 1 đến 2 lần trong ngày để khoảng 15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ngoài ra, chị em phụ nữ còn sử dụng tỏi ngâm với mật ong để trị nám cũng rất hiệu quả. Tuy nhiên, chị em cần lưu ý xoa kem chống nắng trước khi ra đường. 10. Tác dụng giảm cân, giảm mỡ bụng hiệu quả. Ít người biết rằng hỗn hợp mật ong ngâm với tỏi khi kết hợp với giấm hoặc chanh tươi là thần dược trong việc giảm cân. Nó đảm bảo cơ thể nhận đủ lượng vitamin, khoáng chất cần thiết và cắt giảm cảm giác thèm ăn thường thấy đối với những người có ý định giảm cân. Đồng thời, nó tăng cường quá trình trao đổi chất, đốt cháy năng lượng, đốt cháy mỡ bụng hiệu quả. Do vậy, đừng quên tận dụng những tác dụng của tỏi ngâm giấm và mật ong để duy trì vóc dáng hoàn hảo như mong muốn bạn nhé. 11. Cách làm tỏi ngâm mật ong. Với những tác dụng tuyệt vời của tỏi ngâm với mật ong, chắc chắn bạn muốn biết cách làm tỏi ngâm với mật ong như thế nào. Hãy thực hiện theo hướng dẫn sau. Chuẩn bị tỏi, mật ong và một lọ thủy tinh tỏi và mật ong theo tỷ lệ 15:100, 15g tỏi và 100ml mật ong. Tỏi làm sạch vỏ, đập dập, sau đó cho vào lọ, đậy kín và để trong vòng 1 tuần là có thể sử dụng được cho bé. Vì đã bớt mùi hăng và cay của tỏi, đối với người lớn thì có thể sử dụng ngay sau 2-3 ngày. Để đạt được hiệu quả tốt nhất thì bạn nên chọn mật ong rừng nguyên chất và tỏi già để ngâm bạn nhé. Cách sử dụng: mỗi lần dùng một thìa mật uống trực tiếp hoặc hấp qua nồi cơm để bớt mùi tỏi, áp dụng đối với những người không thể ăn được tỏi. Bạn có thể sử dụng hỗn hợp này ăn kèm với bánh mì hoặc sử dụng nó để làm tăng hương vị cho các món salad, rau củ cũng rất ngon miệng. Lưu ý, cách tốt nhất để đảm bảo ngâm tỏi mật ong đó là sau khi ngâm thì bảo quản nơi thoáng mát. Bạn cũng sẽ không cần phải lo lắng về việc tỏi ngâm mật ong để được bao nhiêu lâu. Với những thông tin về cách sử dụng và tác dụng của mật ong ngâm với tỏi như trên, tại sao bạn không bắt đầu ngay vào việc chăm sóc sức khỏe của mình và gia đình mình bằng tỏi ngâm với mật ong? Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.